ha, cả nhà thì bên này Dương thấy một khu vực có những giỏ quà đã hoàn thành rồi, rất là đẹp, rất là đặc biệt luôn. Mọi người có thể thấy ha. Dạ, giỏ quà nguyên chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang kính tặng. Quá là bất ngờ cả nhà ha. Đây ạ, này sẽ ghi số lượng là 200 phần. Dạ, Dương xin mến chào quý vị khán giả và các bạn. Chỉ còn khoảng cỡ hơn 2 tuần nữa thôi là chuẩn bị chúng ta bước qua năm mới Giáp Thìn ha. Thì hôm nay Dương sẽ gửi đến mọi người thêm một video clip nữa về cái không khí mua sắm cũng như là những cái mặt hàng ở siêu thị Co-op Max. Hiện tại thì Dương đang ở Co-op Max Phú Thọ nha cả nhà. Đây là Co-op Max Phú Thọ nằm trên con đường Nguyễn Thị Nhỏ, phía bên dưới chung cư Phú Thọ cả nhà ha. Rồi bây giờ Dương sẽ bước vào trong để gửi đến mọi người những hình ảnh mới nhất về siêu thị Co-op Max Phú Thọ. Phía bên ngoài cũng rất là nhiều gian hàng ha, gian hàng bia, nước ngọt, giải khát nè, và những cái quầy bán đồ đồng giá 20.000. Rồi không khí Tết đã tràn ngập mọi nơi rồi. Rồi bây giờ Dương sẽ bước vào trong nha, gửi đến mọi người những hình ảnh mới nhất về không khí mua sắm tại siêu thị Co-op Max Phú Thọ. Đó, mọi người thấy phía trước ha, một cái khu vực trước sảnh tầng trệt luôn. Các anh chị đã để những cái giỏ quà rất là nhiều luôn. Đây là những cái giỏ quà mà doanh nghiệp và công ty người ta đặt đó. Các anh chị đã để đây là chuẩn bị gửi cho bên khách hàng ha, rất là nhiều luôn. Đây cũng là những ngày cuối cùng của năm âm lịch. Phía bên này cũng có, bên này cũng có rất là nhiều nè. Những cái giỏ quà thì giống nhau hết, tại vì khi mà đặt doanh nghiệp thì sẽ đặt một loại và tất cả sẽ gói theo một cái mẫu chung nhất định ha. Là rất là nhiều luôn. Phía bên này sẽ có những cái tiểu cảnh về Tết, đến Co-op chợ Tết về. Rồi bây giờ Dương sẽ xin phép bước vào trong nha. Tất cả những hình ảnh này thì Dương đã được xin phép các anh chị trong Co-op Max thì mình mới được phép quay cả nhà ha. Rồi đây là những hình ảnh đầu tiên ở phía tầng trệt của Co-op Max Phú Thọ. Được trang trí rất là đẹp luôn ạ. Đây là khu vực bánh nha cả nhà. Đó, bánh sẽ xếp thành từng khu thế này. Đây, Dương sẽ giới đến mọi người hình ảnh đầu tiên là bánh Danisa đi. Bánh Danisa thì những clip trước Dương quay ở những siêu thị khác thì bánh Danisa năm nay có những cái mẫu mới á, nhìn rất là đẹp ha. Limit Edition Danisa Melody Set. Đó, như một set Tết thế này ha. Bánh quy bơ Danisa 992g, bao gồm hai sản phẩm là giảm từ 353.000 còn 326.000. Đây là một cái set thế này. Rất là đẹp luôn ha. Danisa là một trong những bánh cao cấp nhất rồi. Năm nào thì cũng là một cái quầy riêng biệt thế này. Wow, những hộp bánh Danisa rất là lớn, rất là đẹp luôn. Đây, Danisa kèm theo một hộp bánh Merry-Go nữa trong một cái set quà thế này ha. Rồi, Dương sẽ lấy xuống cho cả nhà xem. Đó, một cái hộp bánh Limit Gold Edition kìa. Lần trước thì Dương quay ở bên siêu thị khác á, thì không có được trưng bày một cái hộp Limit Edition ra thế này. Bây giờ mới được thấy tận mắt bên trong nó như thế nào đây. Dạ, trên kia 303.000 giảm còn 280.000. Đó, tất cả những mặt hàng Dương thấy đều có giảm giá hết ha. Tất cả các mặt hàng đấy, mọi người thấy không? Khuyến mãi. Tất cả đều được khuyến mãi. Đây là gian hàng bánh Danisa. Còn kế bên đó là những hộp bánh Woody. Rồi hộp quà Kindo, một hộp quà rất là lớn luôn, có chữ lộc và rất là đẹp, rất là to luôn. Nặng quá. Giá thì cũng giảm từ 282.000 xuống còn 249.500. Một hộp quà rất là hoành tráng ha, giá cũng rất là bình dân ạ. Rồi nhạc lại mở lên rồi. Đây,
Đây cũng là một hộp quà của Hữu Nghị Food. À, một hộp quà ha, tất cả đều thiết kế theo cái màu đỏ là để cho có không khí Tết. Nhìn rất là đẹp. Trời, hộp này rất là lớn luôn nè cả nhà. Wow. Đó, những hộp quà này được đi tặng khách hàng, người thân hay bạn bè thì cũng rất là nhìn rất là hoành tráng, rất là đẹp, và giá cũng rất là bình dân phải chăng ha. Tất cả mọi mặt hàng đây dân thấy đều có giảm giá hết nè cả nhà. Bánh hộp Lộc Xuân Hữu Nghị bảng giá. Rồi đây cũng là nhiều hãng bánh khác ha, tất cả dân thấy có cả hàng nội địa là hàng ngoại nhập đầy đủ hết. Những hộp bánh này những lần trước dân quay thì dân chưa có thấy, hôm nay đi qua có mắt Phú Thọ thì mới thấy. Đây dân coi nè. À, đây là bánh Việt Nam ha. Rồi đây là khu vực bánh. Rồi bên khu vực này là các hộp kẹo ha, kẹo sô cô la nè, kẹo dẻo nè. Đó. Hộp mẫu mã rất là đẹp luôn. Đây là kẹo sô cô la Rosco Almond Milk. Mẫu mã rất là đẹp ha. Mình biếu tặng hoặc là trưng bàn thờ đó, rất là đẹp luôn. Bên dưới là những loại kẹo đầy màu sắc. Đây là bánh quế ha. Rồi những hộp bánh của Majestic đây ạ. Rồi đây là bánh lu của Kindo. Bánh lô giá ha. Nhưng thấy mặt hàng nào của Úc cũng giảm giá hết á. Từ đây mọi người thấy, các bạn thấy là cái hộp 299.000 gần 300.000 thì giảm xuống còn 280.000. Rồi những loại hộp lưu thiết 708g thì giảm từ 260.000 xuống còn 231.000 ha. Giảm cũng rất là sâu đó. Đây là những hộp lưu nè, lưu cũng lưu. Lưu thì bán năm nào cũng bán rất là chạy. Một đối thủ cạnh tranh với Danisa ha. Khi mua 499.000 các loại bánh lu hoặc hamper lọc thì sẽ được tặng một bộ 6 ly Luminac ha. Đây là một cái giỏ quà mẫu của bên Coop Mắc Phú Thọ, giá là 714.000, bao gồm có gần 10 món. Đó, mình có thể thấy ha, bên trong bánh Cosi, bánh Quy Lu, bánh Kinh, hộp quà Kinh Đô, trà đào. Đó, rồi rất là nhiều các loại. Đây, Ola thì Dương đã quay rất là nhiều lần, hôm nay lại là của Ola ha. Đây là đu đủ xé dẻo, một hộp đu đủ xé dẻo nè. Đó. Chocolate nè, một cái thỏi vàng, chụp này là kẹo ha mọi người ha, bánh lu nhỏ nè. Đó, cà phê 3-1 của Coop Silat. Còn đây là một set quà trị giá 1.470.000. Thì có rượu Red Label ha, có hạt dẻ Mỹ, cũng có hạt kẹo M&M nè, đầy đủ. Giá 1.470.000 cũng là một giỏ quà cao cấp đấy cả nhà. Đây là những hộp bánh Kindo thiết kế theo màu vàng và màu đỏ, tùy theo mọi người thích màu gì thì sẽ mua ha, được chọn lựa trong hai màu đỏ và vàng. Giá dân thấy là bên này thì là giảm từ 130.000 xuống còn 115.000. Còn bên này giảm từ 188.000 xuống còn 168.000. Rồi, một quầy bánh mà mới review sơ sơ thôi mà đã
rất là nhiều loại ha, đa dạng lắm. Rồi tiếp đến là gian hàng các loại hạt và mứt Tết. Đó, trưng bày rất là nhiều các loại hạt truyền thống như là hạt dưa nè, hạt dưa để dân coi, hạt dưa sinh hồng 63.000, có khối lượng tịnh là 225 gram. Còn trên này là bảng giá của những sản phẩm ha. Hạt dẻ Mỹ Xuân Hồng 350 gram, giảm từ 212.000 xuống còn 199.000. Hạt hướng dương, hạt bí và hạt dưa không màu, sản phẩm nào thì cũng được khuyến mãi, dù ít hay là nhiều thôi ha. Hạt điều ạ, Xuân Hồng thì rất là nhiều các sản phẩm hạt được trưng bày ở đây. Hạt điều, hạt bí, hạt dưa, hạt điều thì có hạt điều vỏ lộ hoặc hạt điều đã lột vỏ rồi ha. Trong kia là có hạt dẻ Mỹ và nhân quả ốc chó khô. Đây là quả ốc chó đã lấy nhân rồi ha. Còn nếu ốc chó mà chưa lấy nhân thì cái vỏ bên ngoài nó rất là to. Đây là một trong những loại hạt rất là nhiều chất dinh dưỡng. Giá 108.000, cho khối lượng tịnh là, để dân xem nào, 160 gram. Thì mình có thể chia ra đâu đó tầm gần 500.000 ha, một ký ha. Mẫu mã rất là đẹp luôn, rất là tiện khui ra hộp mình ăn thôi, chứ không cần phải bóc từ những quả ốc chó nguyên ban đầu. Rồi, chúng ta qua bên phía này đi. Mứt, sau khi hạt thì Xuân Hồng có mứt luôn, mứt gừng dẻo. Bảng giá thì dân qua trên này cho mọi người nha. Trên này sẽ có một list bảng giá rất là nhiều luôn nè. Đây ạ. Xuân Hồng thì ngoài những loại hạt còn có rất nhiều các loại mứt luôn, mứt mãng cầu, mứt me sấy, mứt gừng dẻo, mứt sơ ri, mứt chùm ruột và mứt cà chua bi. Bên này có mứt me, táo sấy dẻo, mứt khóm sấy, các loại hạt tổng hợp, nho đen, nho vàng và nho khô. Quá trời nhiều các mặt hàng luôn. Dạ đây, đây là mứt cà rốt và mứt cà rốt, trên này in giá luôn ha. Người mua rất là tiện, 42.500, cho khối lượng tịnh là 250 gram. Mứt cà rốt ạ. Trên đây thì dân nghĩ đó là mứt khoai, khoai lang đó, 250.000, thì giá 47.000. Đây là một cái hộp hạt tổng hợp, một hộp mix các loại hạt ha, 4 loại: hạt dẻ cười, hạt điều, hạt maca và đây là hạt sen. Mọi người có thể thấy ha, hạt dẻ cười Mỹ nè, hạt điều, hạt sen sấy và hạt maca. Khối lượng tịnh là 400 gram, giá là 216.500. Đó, đây cũng như là một cái hộp mít bình thường á. Đó, khui ra ăn là rất là tiện luôn ha. Xa xa đây là những cái hộp mít luôn ạ. Mít me chua cay 150 gram, giá là gần 50.000, 49.500. Rất là đa dạng các loại mít, hạt, táo sấy dẻo nữa, 200 gram ạ, của Xuân Hồng luôn ha, giá 72.500. Hạn sử dụng thì tầm 3 tháng cả nhà ha. Đó, đây là táo ta sấy dẻo. Rồi đây nho khô ạ. Hồi quầy mứt thì là quá đa dạng mẫu mã,
rất là nhiều luôn, đi review hết thì chắc là sẽ không có đủ thời gian đâu. Mứt dừa, ủa mứt dừa làm hay quá, sao mứt dừa làm thành cái miếng lớn nhỉ? 62.800 đồng với khối lượng tịnh là 250 gram. Đây là nó khác với mứt dừa non. Cũng là mứt luôn, mứt xoài. Mứt xoài 250 gram, giá là 66.500. Đây là mứt dừa non dương hai bếp nè, 52.000 ha, khối lượng tịnh là 200 gram, nếu 1 ký là tầm 250-260.000, nó là 1 ký. Đó, cái quầy là thu hút rất là nhiều khách hàng dừng chân lại đây để chọn lựa nè. Quầy nhỏ nhỏ như vậy thôi mà đến chắc là phải vài chục loại sản phẩm, từ mứt cho đến các loại hạt ha. Dạ, còn đây là một khu vực trưng bày những cái giỏ quà. Wow, làm đẹp quá mọi người ơi. Một khu vực được trang trí ha, những con rồng, hai con rồng nè. Rồi đây là những giỏ quà là Dương sẽ review cho mọi người chi tiết một xíu nha. Đây thì Dương thấy có những giỏ quà giá là từ 840.000. Đó, đây là giỏ quà Dương thấy là giá hiện tại chỗ này là rẻ nhất ha. 840.000 thì các món đều được list ra đây hết thế này. Hai bên trong có gì, rượu vang nè, giá bao nhiêu, 164.000, kẹo, bánh quy bơ, Nescafe, trà xanh, kẹo booster. Đó, tất cả đều list ra hết. Gói thêm một cái giỏ quà này tông màu chủ đạo là màu xanh, rất là đẹp, giá 840.000. Rồi một giỏ quà nữa giá 921.000, Dương sẽ review sơ sơ thôi ha. Tại vì có rất là nhiều những giỏ quà được anh chị gói sẵn như thế này. Đó, cũng 11 món, tất cả là 11 món. Cái cuối cùng thì lúc nào cũng là nơi, rồi giỏ gói quà ha, rồi màn co này kia thì là cái mục cuối cùng. Còn trên này là tất cả các món ở phía bên trong cái giỏ quà đã được anh chị list ở đây, và kèm theo đó là giá niêm yết ha. Đó, 921.000 ạ. Đây là một giỏ quà nhìn hơn một xíu thôi, 1.065.000 mà rất là đẹp luôn. Cũng có đầy đủ các loại kẹo, rồi bánh, rồi cà phê, rồi trà, và không thể thiếu đó là một chai rượu whisky. Rượu whisky Imperial Blue giá là 155.000 thôi, 29.5 ạ. Bên này là một giỏ 1.470.000, có một chai Red Label ha. Phô mai, hạnh nhân, chocolate M&M, hạt dẻ, bánh quy lưu, nho vàng, Johnny Walker, Red Label, cà phê sữa, nước yến. Đó, 9 món, giá 1.470.000, 200 đồng, tông màu đỏ. Đi vòng vòng ra sau này thì còn rất là nhiều nữa. Rồi bên dưới này nó, trời ơi, một không gian mà quá nhiều là cái giỏ quà luôn nè. Dạ thì còn khoảng cỡ tầm hôm nay đã là ngày mùng 8 hay mùng 9 gì đó. Mùng 9 tháng Chạp rồi ạ. Còn 20 ngày nữa là đã chuẩn bị bước sang năm mới Giáp Thìn rồi. Một khu vực được bài trí rất là nhiều các giỏ quà đa dạng mẫu mã,
rồi giá cho khách hàng lựa chọn 800.000 đây ạ. Và rất là nhiều hoa, Dư phải đi xa xa ra một xíu thì Dư mới cho mọi người xem một toàn cảnh một khu vực trưng bày rất là nhiều các giỏ quà của Coop Mart Phú Thọ. Một khu vực thế này thôi mà Dư nghĩ sẽ cả bên dưới kia nó kìa, chắc là phải đến cả trăm giỏ không nhỉ. Đấy, một giỏ đó là bình dân ha, cũng có đầy đủ nước trái cây nè, bánh nè, phô mai nè, trà và cà phê, kèm theo đó là một cái hộp ngũ hạt thập cẩm. Wow, giỏ này là giỏ hoành tráng nhất đây, 2.106.000, bao gồm có 14 món. Rồi, chắc là sẽ kết thúc khu vực giỏ quà tại đây ha. Để Dương si xem còn những khu vực nào hấp dẫn nữa thì sẽ quay gửi đến cả nhà. Rồi, chờ bây giờ sẽ di chuyển đến quầy nước giải khát, hay còn gọi là nước ngọt đó cả nhà ơi. Đây là quầy của Pepsi, Mirinda và 7up. Màu chủ đạo vẫn là màu xanh ha. Và xanh Tết thì có thêm màu vàng và màu đỏ nữa. Đó, mua 2 thùng Pepsi 7up Miranda Lon thì được tặng một cái thùng đá vòi cao cấp. Đây, chính là một cái thùng đá vòi cao cấp. Có 3 màu: màu xanh đậm, màu cam và màu xanh lá cây. Theo 3 cái tông màu chủ đạo của Pepsi, Miranda và 7up. Đây ạ. Màu vàng á. Anh chị nào thích màu nào thì có thể chọn màu đó. Nếu mà mua 2 thùng bất kỳ. Giá đây ạ. Nước giải khát Mirinda cam 320ml một lon, giá là 175.000. Còn 7up thì cao hơn một xíu ha. 7up soda chanh, giá là 185.000 một thùng. Rồi, Pepsi lon cao giá cũng bằng luôn, một thùng là 185.000. Thùng này chắc thùng 24 lon nha cả nhà. Đó, còn đây là những cái loại nước chai, chai khổng lồ đó. Đây, nó có những cái set 6 lon, set 6 lon đó, quan sát thế này ha. Đây là Pepsi 7up 6 lon, mỗi lon 320ml. Đây ạ, 7up ạ. Tết tròn gắn kết. Đó, những cái set quà như vậy thì mình đi tặng nó cũng rất là tiện lợi nè. Tại vì mua một thùng thì những set 6 lon như vậy cũng rất là tiện ha. Quầy được bài trí rất là bắt mắt luôn. Thùng đá thì thùng đá thì rất là nhiều. Mọi người cứ mua 2 thùng sẽ được tặng một cái thùng đá thế này ạ. Có vòi luôn, tiện luôn ha. Rồi, bên này là trà Oolong Tea Plus. Trà Oolong Tea Plus có giá đây ạ. Giá một thùng là 194.000. Dương xích qua đây xíu nha. Nước ép Twister giá một thùng là 174.000. Đây có những cái hộp quà là 6 cái chén.
mua một thùng nước tăng lực Rockstar tặng một bộ 4 ly thủy tinh cao cấp. Nước tăng lực Rockstar. Đây có giá Sting luôn. Giá thùng 222.200 đồng. Rồi ha, đây là quầy những cái loại nước của Pepsi. Một con rồng được decor từ những cái hộp mà nước 6 lon đó, để có thể một con rồng này. Rồi đây ha, đây là một nhà quầy bán nhân hàng của Nestle Milo. Rồi nhưng mà một cái là dân rất ấn tượng đó là những cái tiểu cảnh nè, được các bạn của quầy Nestle trang trí nè. Trời ơi, đẹp quá ha. Trời ơi, trang trí một cái ngôi nhà gỗ thế này nè. Trên này là những cái một cái bàn có mứt, có trà, rất là tích, rất là cổ truyền ha. Phía bên trong luôn cả nhà ơi, bên trong nhà có để đủ tivi rồi bàn điện thoại và một cây mai và một cái, đây là một cái bàn trưng những cái món của ngày Tết, bánh tét, bánh chưng, rồi xôi. Khi nhìn những cái tiểu cảnh trên này rất là bồi hồi ha, mâm ngũ quả đó cả nhà, sự rất là đẹp. Rồi đây là quầy rau đúng không chị? Quầy rau ha, được các chị trang trí rất là đẹp luôn nè. Trời ơi, và những cái đây gọi là những cái rổ đi, trang trí thành gánh hoa đào xung quanh. Rồi đây là cà rốt, đây là củ cải. Mỗi cái rổ như thế này được trang trí những cái hoa đào lên ha, hoa đào giả lên á, làm nó nổi bật. Từ những cái rổ mà không có gì đặc biệt khi mà trang trí lên thì rất là đẹp luôn. Đây là một cái cổng quầy rau. Chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024, gắn kết tình thân, Tết xa thêm gần. Một cái cổng hoa mai bên dưới. Rồi chị trang trí bằng tất cả là bằng tay hết rồi chị. Rồi những cái này là mình sẽ mua ngoài chứ đúng không? Nhưng mình trang trí theo cái thẩm mỹ của mình đúng không ha chị ha? Dạ, tự xếp luôn hả? Rồi các chị tự làm hết rồi mọi người. Đây là sẽ tùy cô ốp, tùy chi nhánh thì các anh chị sẽ trang trí khác nhau. Và dân nghe nói là sẽ có cuộc thi ha. Thì trang trí Tết á, mọi người thấy đẹp không ạ? Một cái quầy rau nhìn cũng rất là bình thường thôi, rất là bình thường thôi. Nhưng mà khi được các anh chị trang trí những cái sắc màu của xuân lên á thì nhìn rất là bắt mắt luôn. Mọi người thấy ha. Dạ ha, đây là thêm một cái khu vực bán các loại hạt Tết nữa đây. Dương thấy là của nhãn hàng Nutti ha, có táo đỏ. Dương thấy là mua 2 tặng 1, một set thế này. Giá là 176.000. Mua 2 túi táo đỏ sẽ được tặng thêm một túi nữa là 3. Còn vẫn bán lẻ cả nhà ha. Đó, vẫn bán lẻ một túi thế này. Ai mua 2 túi thì sẽ lợi hơn. Giá là 88.000. Đúng rồi, 88.200 nhân đôi lên là 176.400 cho 3 túi. Rồi đây là hạt bí 91.000. Rồi hạt hướng dương ha, 61.000 nè. Hướng dương nguyên vỏ, hạt bí nguyên vỏ nướng tự nhiên, nướng tự nhiên. Kèm theo đây là những cái loại hạt quen thuộc đây ạ, hạt điều, rang muối, vỏ lụa, 125g là 62.000. Làm những hộp nhỏ nhỏ như vậy khi mà ăn Tết á, thì mình khui ra mình ăn luôn ha. Thì trong vòng thời gian ngắn thì nó sẽ không có bị yếu á cả nhà. Nếu hộp lớn quá thì nó mình khui ra khui vô lấy ra để vô nó sẽ bị yếu ha. Đây là hạt điều táo bóc vỏ,
trên này sẽ có đơn giá về khối lượng 1 kg này, đó 608.000, 150g, 150g thì sẽ còn gần 91.000 ha. Đây là 496.000 khi mà rang muối vỏ lụa, còn 61.000. Đơn giá hạt bí 329.000 1 kg, hộp 180g là 60.000 ha. Đây cũng là ốc chó đã bóc vỏ. Hạt hạnh nhân, đây giá dành coi mọi người xem là 100g là 70.000. Hạnh nhân 180g là 116.000. Đây ạ, hạt cha nhạc lại lên rồi. Đó, năm nay ha, con rồng biểu tượng của năm Giáp Thìn. Hạt dẻ, hạt điều, hạt bí xanh, hạt đậu gà. Đó, kìa bên đây là những loại mít nè. Táo đỏ cũng có cái loại hộp mà tròn thế này luôn ha. Đây, dân xem đây là mơ khô 420.000 một ký. Đây là 500g là 210. Mơ khô. Đây là xoài, đúng không ta? Xoài xé dẻo 89.000 cho 180g. Rất là nhiều mẫu mã luôn, rất là nhiều các nhãn hiệu luôn ha. Đây là thơm, thơm sấy dẻo 72.000 một hộp 120g. Tất cả đóng 120g hết. Đây, chanh dây sấy dẻo, rất là nhiều mẫu mã. À dạ rồi ha, cả nhà ơi, thì bây giờ Dương đang ở bên trên tầng 2 của siêu thị Co-op-Mart Phú Thọ. Khu vực này là khu vực mà lần trước Dương đã quay cho mọi người về chương trình buffet chay đó. Đó, trên kia vẫn còn cái bạn kìa mọi người. Buffet chay ha, 50k, đó là một video mà Dương đã gửi cách đây cũng khá là lâu rồi. Thì Dương sẽ hẹn mọi người thời gian sớm nhất thì sẽ quay lại Co-op-Mart Phú Thọ để quay cho mọi người chương trình buffet chay ở Co-op-Mart Phú Thọ ha. Còn bây giờ thì đã sắp Tết rồi và mọi người có thể cho mình hình ha. Quá trời là nhiều những cái giỏ quà các anh chị và các bạn ở đây đang gói tất bật để gửi đến khách hàng nè. Đó, mọi người đi vào thì khắp mọi nơi và mọi chỗ đều là giỏ quà và giỏ quà. Rồi mình đi vô trò chuyện với các chị trong này một xíu ha. Bên này thì sẽ có một cái khu vực để riêng. Ví dụ như đây là quỹ vì người nghèo quận 11 nè, sẽ có ghi ngày giao là ngày 24 tháng 1 dương lịch và 132 phần. Wow. Đó, cái này là Dương sẽ xin phép các anh chị, tại mình anh Dương quen á thì mới được phép bước lên khu vực này cả nhà ha. Rồi đi vào trong đi. Nhân sự gói quà quá là đông. Em chào chị ạ. À, em chào chị. Dạ. Dạ vâng. Cái này là mình sẽ gói cho doanh nghiệp là chính đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Yeah. Thường bữa giờ có đơn nào lớn không chị? Dạ. Yeah. Vâng. Một cái giỏ quà như thế này là tầm bao nhiêu tiền chị nhỉ? Giỏ quà này khoảng tầm cái này là 500. Dạ. Yeah. Vâng. À đây. Giỏ quà này ha, cái này hồi Dương quay bên dưới cho mọi người đó. Cái này sẽ là những cái giỏ quà mẫu và khi nào mà doanh nghiệp đặt thì mình sẽ gói y chang như thế này luôn hả chị? Dạ. Dạ. Mình chào mẫu. Một ngày công suất mình gói chắc là phải hàng trăm giỏ. Đúng không chị? Hơn luôn hả? Dạ. Một đơn nó là 700. Ồ. Một đơn là 700 một ngày đó là. Trời ơi, có một đơn 700 luôn hả chị? Lắm. Dạ. Đơn 700. Dạ. À, 700 phần chị ha. 700 phần. Dạ. Ngày là nhiều lắm. Dạ. Rồi ha, khu vực này là các chị các bạn đang gói là những cái phần quà nhỏ hơn ha. Nhưng mà nhìn rất là đều, rất là đẹp luôn.
từ khu vực này cho đến sau lưng Dương luôn nè. Đó mọi người thấy ha. Đây đơn này nó chỉ nói là 700 phần, như là 700 phần nha cả nhà. Đó như thế này xong thì sẽ bỏ vào trong một cái bao kính nữa. Như thế này ha. Đơn giản nhưng mà cũng rất là đẹp. Mọi người thấy số lượng những cái giỏ quà Tết của cô Mắc Phú Thọ hoành tráng như thế nào ha. Một khu vực, những khu vực mà có những phần quà giống nhau thì sẽ để riêng ra. Bên này Dương thấy những cái phần quà cũng rất là đẹp nè. Giờ di chuyển nhanh ha. Ngân hàng Á Châu ACB 38 phần. Những giỏ quà này thì lớn rồi, rất là lớn luôn. Màu xanh, ACB thì chọn màu xanh. Rồi qua bên khu vực này. Đó, mọi người thấy quá trời nhiều ha. Đây nữa ạ. Rồi phía bên trong kia nữa. Rồi qua bên này. Chị khu vực này là bao nhiêu, chị có bao nhiêu phần đó chị? Khu vực này là 90 phần. 90 phần ạ chị ạ. Dạ. Cũng của mặt trận Tổ quốc phường đó. À vâng ạ, của phường. Dạ, còn 700 phần của quận. Ồ 700 phần. Dạ. Cũng của mặt trận Tổ quốc của quận á. Dạ. Xong giờ cái phường nó đặt thêm. Dạ. Rồi giờ đang bên quận nó đang chốt thêm mấy trăm nữa. Vâng ạ. Chung là sáng sớm là mình ngồi mình gói đến chiều tối luôn á chị ha. Đúng rồi, 7 giờ vô cao nó lại vô. Dạ. Đây mọi người xem ha. Mỗi phần thì sẽ có những cái mẫu gói các anh chị sẽ sắp xếp á, cho nhìn nó hài hòa ha. Mọi người thấy quá trời luôn á. Lên đây là nhìn rất là thích. Quá thích. Những giỏ quà mình rất là háo hức luôn. Thấy giỏ quà là thấy giỏ quà Tết, là thấy Tết sắp về rồi ha. Dạ rồi ha cả nhà, thì bên này Dương thấy một khu vực có những giỏ quà đã hoàn thành rồi, rất là đẹp, rất là đặc biệt luôn. Mọi người có thể thấy ha. Dạ giỏ quà nguyên chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang kính tặng. Quá là bất ngờ cả nhà ha. Đây ạ, này sẽ ghi số lượng là 200 phần. Bên này thì theo cái tông chủ mỏ chủ đạo là màu đỏ. Mỗi cái giỏ quà của từng khách hàng thì sẽ được gói theo decor khác nhau ha. Các anh chị gói quá là đẹp luôn á. Kia có những cái giỏ quà có nơ vàng, rồi nơ đỏ. Khu vực này dân thấy cũng chắc là cũng vài trăm phần đó cả nhà. Đó, thấy bất ngờ chưa? Những giỏ quà của bác Trương Tấn Sang đặt để tặng. Rồi, đây có là một khu vực các loại kẹo nè. Kẹo ở đây thì sẽ bán theo ký ha. Hoặc là mọi người có thể lấy bao nhiêu thì sẽ ra kia cân tính tiền. Có loại kẹo rất là hay luôn nè. Kẹo này là kẹo gì? Chobiska. Bên trong là Dương thấy một cái hạt kiểu như hạt bánh à. Nó có thêm cái sô-cô-la hay vani gì đấy ha. 145.000, giảm từ 165.000 còn 145.800. Hay quá, mẫu mã đẹp. Còn bên này là kẹo sô-cô-la cấu trúc. Mình cứ lấy bao nhiêu thì bỏ túi ha, rồi ra kênh ký thôi ạ. 242.000. Cái này cũng là sô-cô-la. Ngoài ra thì thạch sữa chua ha, kiểu như là thạch dừa rau câu vậy đó. Giá 63.000 giảm còn 52.000. Các loại thạch caramel sữa nè, caramel sữa, kẹo dẻo xoài, kẹo mềm ha, cũng giảm giá luôn. Thạch rau câu dai dai.
mặt hàng nào cũng giảm giá hết. Một quầy này các bé rất là thích luôn đây. Là kẹo sô cô la, thạch dai dai, như là các loại rau câu, thạch sữa chua, thạch caramel. Rồi. Rồi bây giờ thì Dương sẽ gửi đến mọi người ha, một mặt hàng nữa, đó là mặt hàng về hoa vải. Dạ đây là 48.000 một cái nha, một cành nha cả nhà, để Dương lấy thử cho mọi người xem nè. Đó, một cành thì bao gồm có ở đây, giá giảm từ 60.000 giảm còn 48.000 một cành hoa như thế này ha. Đó. Rất là nhiều các loại hoa để mình lựa chọn, và cũng chương trình Tết cũng giảm giá luôn. Đây kiểu như là hoa Dương thấy giống kiểu như cọng tú cầu nhỏ nhỏ vậy đó, là đẹp luôn. 60.000 sẽ giảm còn 48.000 một cành như thế này ha. Đó, kế bên các loại hoa thì có một cái chậu, là đây là cây cherry, cũng giảm từ 60.000 gần 48.000 luôn. Nhưng lấy thử coi một cành như thế nào ha. Đây 60.000 bao gồm có bốn chùm cherry, giảm giá còn 48.000 bốn chùm như thế này, giá rất là hợp lý so với những cái loại cây này bán ở Hải Thượng Lãn Ông mình trước Dương đã quay. 48.000 nha. Bên này cũng nhiều nữa cả nhà ơi. Đây rất là nhiều loại hoa luôn. Hoa hồng. Bên này. Rồi, bên này ha. Đây. Cũng giảm giá luôn ạ, 53.000 còn 42.000. từng cành nhiều quá nên cho Dương xin phép rút ra ha. Nói chung mặt hàng nào Dương thấy cũng giảm giá nhiều luôn. Rồi ok, Dương biết vào trong có loại mít ra. Đây là những hộp mít, wow, đẹp quá. Hộp mít và các loại bình hoa. Giảm rất là sâu, từ 417.000 còn 250.000 một cái bình như thế này. Hộp mít 315.000 giảm còn 236.000. Đó. Tất cả đều được khuyến mãi ha. 250.000 giảm còn 175.000 một mít thế này. Xoay được luôn. Đó, giảm giá rất là nhiều luôn mọi người. Tranh thủ sắp những ngày sát Tết ha. Cả nhà ai có thời gian rảnh thì cứ đi mình tham quan mua sắm và trải nghiệm. Giảm rất là nhiều luôn, những lọ hoa cũng giảm, hộp mít cũng giảm. Mọi người thấy cái tem màu vàng là tem khuyến mãi hết á. Bên trên trưng bày một bình cherry. Rồi bước qua đây. Bình hoa hộp mít rất là đa dạng các chủng loại.